Chào các bạn, trong video này tôi giới thiệu các bạn một số cái đầu truyền cho máy Dyson V7, V8 và chuyển sang các cái pin thông dụng như là Makita, Milwaukee, Dewar, mấy cả Bose. Đầu tiên là đế truyền máy Dyson V7, V8, cái đầu truyền này lắp được cả V7, V8. Nó đã tùy chỉnh cái V7, V8 về phần chất, nó chỉ khác nhau cái đầu nhựa này. Thì cái này nó đã chỉnh lại để nó gắn vừa V7, V8. Đặc trưng V7, V8 là có hai cái bắt đầu của bên ngoài này. Đây là cái đế truyền sang pin Makita phổ thông pin 40 mm này. Đây cho V7, V8. Cái đầu truyền này mục đích là để các bạn có thể sử dụng các cái pin tháo lắp được để gắn cho các cái máy Dyson. Máy Dyson thì cái pin gốc của nó là pin cố định. Như vậy chuyển sang cái pin tháo lắp này thì bạn dùng sạc dễ dàng hơn. Cái này đặc biệt phù hợp cho những ai mà ở nhà bên cạnh máy Dyson thì còn có các cái máy công cụ và sử dụng các cái pin có sẵn thì như vậy sẽ dễ dàng. Hoặc là nếu mà bạn không thích cái pin cũ, cái pin gốc của nó gắn dung lượng nó chỉ được cỡ khoảng độ từ 1,5 cho đến 3H tùy cái loại sạc pin đóng, thì dùng sang cái pin ngoài này bạn sẽ gắn được cái dung lượng cao hơn và tháo lắp dễ dàng hơn. Cái đế này không có tác dụng sạc. Như vậy dùng các pin ngoài bạn sẽ phải dùng bộ sạc riêng các pin ngoài, chứ bạn không thể dùng bộ sạc của Dyson để sạc được cho Makita này. Thứ hai là cho pin Milwaukee. Bạn thấy là chân pin Milwaukee thì ở đây nó làm đủ 5 chân, nhưng thực ra chúng ta chỉ cần dùng hai chân âm dương. Milwaukee thì nó cũng kiểu như vậy. Đây cho pin Milwaukee. Ở bên này nó có cái đèn báo. Đèn báo này chỉ là đèn báo khi pin còn pin và pin hết pin thôi. Milwaukee thì bạn có thể dùng ngay cái đèn của Milwaukee để xem báo pin. Đây là đế chuyển cho Milwaukee sang V7, V8. Tháo lắp cũng khá là dễ. Nữa là Bose. Chân pin Bose thì nó dạng 4 chân này, thực ra nó chỉ lấy chân âm dương thôi. Bose sang pin sang máy Dyson. Ở đây tôi không có pin Bose, tôi chỉ có đầu chuyển pin Bose thôi. Để dùng nó kiểu như này. Đấy. Lắp vừa cái pin bốt phía dưới. Ok, đây là cho PS18 Dyson V7 V8. Và cuối cùng là chuyển cho Dewar. Dewar mặc dù nó 4 chân nhưng thực ra nó chỉ lấy chân âm dương thôi, đúc này đúc cái chân cổng đa năng thôi. Đấy, pin Dewar. Các cái đế chuyển này sử dụng cho máy V7 V8 và nó không có tác dụng sạc. Mục đích chính là sử dụng các pin tháo rời để tăng dung lượng so với cả pin gốc. Đặc biệt là các bạn nào mà có các cái máy Dyson cũ, cái pin pin nó kém đi rồi thì bạn nên cân nhắc chuyển, để chuyển sẽ tiện hơn là việc đóng lại một pin. Rồi, xin các bạn đã theo dõi.